Việt Nam đề ra mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Ý kiến cho rằng Nhật Bản là một nước giàu nhưng người dân không giàu của ông Nguyễn Thiện Nhân đã làm dấy lên nhiều tranh cãi. Phát biểu của ông Vũ Đức Đam và lãnh đạo Việt Nam gây tranh cãi dữ dội. Việt Nam đề ra mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Ý kiến cho rằng Nhật Bản là một nước giàu nhưng người dân không giàu của ông Nguyễn Thiện Nhân đã làm dấy lên nhiều tranh cãi. Giáo sư Nguyễn Thiện Nhân, cựu chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mới đây phát biểu, Nhật Bản có dân số hơn 120 triệu người, dồn hết sức tăng vọt kinh tế, nhưng cuộc sống người dân không đủ điều kiện cần thiết để họ có gia đình và nuôi được hai con. Đất nước giàu nhưng người dân không giàu. Câu nói của ông Nhân được đưa ra trong khuôn khổ hội nghị đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 20 vào ngày 4 tháng 9. Ông Nhân nhấn mạnh bài học từ các nước là giàu nhưng không tái tạo được con người cho đất nước. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Nhân nói rằng, nếu là nước thu nhập cao thì không chỉ có vui đâu, mà sẽ rất lo khi nhắc đến mục tiêu Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Vì những nước thu nhập cao đang gặp khó khăn, có nhược điểm ta cần tránh, đó là khi đất nước càng giàu, thu nhập bình quân đầu người cao nhưng không tái tạo được con người cho đất nước mình. Ông nói, trước đó vào tháng 12 năm 2022, ông Vũ Đức Đam, khi còn làm Phó Thủ tướng, từng cho biết các chuyên gia nước ngoài rất đồng tình với định hướng của Việt Nam là nước ta không thể nghèo, không cần quá giàu, cần vừa phải nhưng có cuộc sống an toàn và có nhiều tình yêu thương giữa con người với nhau, giữa con người với thiên nhiên và vạn vật. Các chuyên gia nói với tôi rằng, tôi đến từ các nước phát triển nhưng giá mà bây giờ được quay lại như Việt Nam và phát triển theo định hướng này. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Vũ Đức Đam. Chị Bùi Hằng Nguyệt, một công dân Việt Nam 44 tuổi, đã sinh sống cùng chồng và ba con tại thành phố Osaka, Nhật Bản 12 năm, đánh giá cao về hệ thống phúc lợi của Nhật Bản. Tôi thấy ở Nhật Bản, người ta không phân chia tầng lớp giàu nghèo. Khác với Việt Nam mình, ở Nhật Bản không có cảnh xe đen xe đỏ đưa con đến cổng trường, và đó là quy tắc. Các bé phải đi bộ đến trường và rất dễ dàng thuận tiện vì trường nằm gần các khu dân cư và cũng có đội tình nguyện giúp đỡ, chị Hằng Nguyệt chia sẻ thêm. Khi mới đến Nhật Bản, tôi cũng nghe bạn bảo thấy người dân Nhật khổ, ý là họ phải đi làm rất vất vả để kiếm sống. Thế nhưng sau thời gian sinh sống ở Nhật, tôi thấy rằng là người bình thường thì ai cũng phải làm mới có ăn, ở đâu cũng thế thôi. Thu nhập của gia đình tôi phải bỏ ra nhiều nhất là thuế và bảo hiểm. Về thuế thì có thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà đất. Trong chi tiêu gia đình, tôi cũng làm theo kiểu liệu cơm gắp mắm, lựa bò đo chuồng, nơi nào cũng có người giàu, người nghèo, chị nói thêm. Giáo sư Shimizu Masaki, giảng viên tiếng Việt tại Đại học Osaka, chia sẻ rằng thu nhập hiện nay của ông chỉ vừa đủ sống. Có thể công nhận GDP của Nhật Bản vẫn đang rất cao, xếp thứ tư thế giới, nên mức sống bình quân tại Nhật Bản vẫn đang ổn định. Tuy nhiên, thu nhập bình quân của nhân dân Nhật Bản xếp thứ 29 trên thế giới. Giáo sư Shimizu Masaki cho biết cụ thể đang chịu thuế địa phương 10%, thuế thu nhập hơn 20%, bảo hiểm xã hội bắt buộc 12-13%. Tổng cộng thì hàng tháng ông phải nộp cho chính phủ khoảng 50% thu nhập. Phó giáo sư kinh tế học Tadashi Kikuchi từ Đại học Tokyo, Nhật Bản, chuyên nghiên cứu trong khu vực châu Á bình luận về đời sống người Nhật Bản vào ngày 20 tháng 9. Ở Nhật Bản, hầu hết người dân đều thuộc giới trung lưu. Thu nhập đầu người một năm của người Nhật là 5,05 triệu yên vào năm 1994. Năm 2019 là 3,74 triệu yên, giảm 35%, và 4,37 triệu yên, giảm 16% vào năm 2023. Sau khi dịch Covid đi qua, nền kinh tế Nhật Bản bắt đầu hồi phục. Tuy nhiên, nếu nhìn sang nước khác và tính theo đồng đô la Mỹ thì câu chuyện đã khác. Bởi vì giá trị đồng yên đi xuống, mức thu nhập sụt giảm của tầng lớp trung lưu ngày càng nhiều hơn. Tương ứng 47% năm 2019 và 67% năm 2023 nếu tính theo đô la Mỹ. Điều này khiến hầu hết người dân Nhật Bản thuộc tầng lớp trung lưu cho rằng chúng tôi đang nghèo đi. Tôi phải thừa nhận rằng, ngày nay ở Nhật Bản có những người dân phải đối mặt với khó khăn trong cuộc sống, đó là nhóm người ở dưới nhóm thu nhập trung bình nói trên. Việt Nam không nên theo mô hình của Nhật Bản. Phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 vào ngày 18 tháng 9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần tăng tốc về đích thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng là mục tiêu cao nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 2025.
Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 2021 đã đề ra những mục tiêu cần hoàn thành để hướng tới những dấu mốc quan trọng vào các năm 2025, 2030 và 2045. Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trở thành nước phát triển thu nhập cao. Theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, UNFPA, Việt Nam là một trong các quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Những người từ 60 tuổi trở lên chiếm 11,9% tổng dân số vào năm 2019, và đến năm 2050, con số này sẽ tăng lên hơn 25%. Đến năm 2036, Việt Nam bước vào thời kỳ dân số già, chuyển từ xã hội già hóa sang xã hội già. Sự thay đổi nhân khẩu học này xảy ra ở Việt Nam không chỉ nhờ giảm tỷ lệ tử vong và tăng tuổi thọ, mà phần lớn là do giảm mạnh tỷ lệ sinh. Tỷ lệ giảm trong những thập kỷ qua đã tác động rất lớn tới cơ cấu dân số của Việt Nam, làm đẩy nhanh tốc độ già hóa dân số. Nhiều đánh giá cho rằng Việt Nam hiện đang đối mặt với vấn đề chưa giàu đã già. Phó giáo sư Tadashi Kikuchi từng làm việc với vai trò chuyên gia cho Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA và là nhà nghiên cứu kinh tế tại Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhận định về kinh tế Việt Nam và Nhật Bản, Phó giáo sư Tadashi Kikuchi cho rằng tỷ lệ sinh giảm không thể là lý do chính và duy nhất dẫn đến khủng hoảng kinh tế quốc gia, vì chúng ta có thể cải thiện năng suất lao động nhanh hơn nhiều so với tỷ lệ sinh giảm, ông nhấn mạnh. Nói cách khác, tôi nghĩ Việt Nam từ bây giờ nên chuẩn bị giải quyết vấn đề già hóa dân số để hướng đến mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Vì mục đích này, năng suất lao động là một vấn đề quan trọng cũng như phân phối thu nhập cân bằng ở Việt Nam. Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới World Bank, mức tăng trưởng trong nền kinh tế Việt Nam được kỳ vọng sẽ là 6,1% trong năm 2024 và có thể tăng lên 6,5% trong giai đoạn 2025-2026. Giáo sư Shimizu Masaki chia sẻ, dù ông rất tự hào về văn hóa và tính cách con người Nhật Bản, nhưng về mặt chính sách của chính phủ Nhật hiện nay, theo ông là có nhiều vấn đề, đặc biệt là chính sách hỗ trợ cho thanh niên. Tôi rất mong chính phủ Việt Nam phân tích kỹ thực trạng của các nước phát triển để rút kinh nghiệm và hướng tới tương lai với thế hệ sau, ông nói. Lời khai ngây ngô của chủ mưu vụ cướp ở ngân hàng Sacombank. Ngày 24 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm Nguyễn Ngọc Mỹ, sinh năm 1993, Lâm Phúc Lợi, sinh năm 2000, Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh năm 2001, về tội cướp tài sản. Ngoài ra, Tuyền, Lợi và Đặng Hoàng Văn, sinh năm 1997, còn bị xét xử về tội lưu hành tiền giả. Theo cáo trạng, cùng rơi vào tình trạng nợ nần, không có khả năng chi trả, Nguyễn Ngọc Mỹ, Lâm Phúc Lợi và Nguyễn Thị Bích Tuyền đã tham gia hội nhóm, hội những người vỡ nợ trên nền tảng mạng xã hội Facebook để kết bạn, nhắn tin trao đổi với nhau để lên kế hoạch phạm pháp. Sau đó, cả ba mua trên mạng xã hội hai khẩu súng tự chế, một xe mô tô và tự sơn lại thành màu đen dùng làm phương tiện gây án, đồng thời thuê ô tô để hỗ trợ trong quá trình cướp ngân hàng và tẩu thoát. Đầu tháng 10 năm 2023, cả ba bàn bạc thống nhất kế hoạch đi cướp tại Ngân hàng Thương mại Sài Gòn Thường Tín, Sacombank, phòng giao dịch Nhị Xuân, Hóc Môn. Đến sáng 24 tháng 10, Tuyền lái ô tô chở Mỹ và Lợi lái xe máy cùng di chuyển đến gần phòng giao dịch Nhị Xuân. 10 giờ 30 phút cùng ngày, Lợi cùng với Mỹ đến trước phòng giao dịch rồi dùng súng uy hiếp, khống chế nhân viên và khách hàng của ngân hàng. Cùng lúc, Lợi vào phía trong quầy giao dịch, uy hiếp nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào ba lô đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát. Chiều cùng ngày, cả nhóm di chuyển bằng taxi đến thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để chia số tiền 3,8 tỷ đồng cướp được. Số tiền cướp được, cả nhóm chia theo vai trò, nhiệm vụ. Trong đó, Mỹ có vai trò cầm đầu nên nhận 1,5 tỷ đồng, Lợi nhận 1,3 tỷ đồng và Tuyền nhận được 1 tỷ đồng. Cả ba dự tính sẽ tìm cách trốn ra nước ngoài. Nhận được tin báo, lực lượng phá án đã bắt giữ Lâm Phúc Lợi khi đang lẩn trốn tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An và bắt giữ Nguyễn Thị Bích Tuyền khi đang lẩn trốn tại phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú. Riêng đối tượng cầm đầu là Nguyễn Ngọc Mỹ bị bắt khi đang làm thủ tục xuất cảnh đi nước ngoài tại sân bay Tân Sơn Nhất. Khi bị bắt, nghi phạm Mỹ tỏ ra bất ngờ vì mình bị bắt quá nhanh bởi lực lượng chức năng. Chỉ sau 22 giờ gây án, công an đã bắt được cả ba trước khi xuất cảnh ra nước ngoài và thu được gần 3,5 tỷ đồng. Mở rộng điều tra, công an xác định
Trước khi gây ra vụ cướp ngân hàng, nhóm còn có động cơ trục lợi tài sản của nhiều người lao động bằng hình thức mua tiền giả rồi mang đi lưu hành, kiếm tiền. Tại tòa, các đối tượng khai nhận chỉ tính để cướp tiệm vàng và chi nhánh một ngân hàng ở Bình Dương. Tuy nhiên, sau khi quan sát hiện trường thấy lực lượng bảo vệ đông ở khu vực dân cư đông đúc nên chuyển qua địa bàn huyện Hóc Môn. Bên cạnh đó, khi bị cáo lên mạng tìm hiểu thì chỉ thấy tin cướp ngân hàng, ít thấy thông tin bị bắt nên bị cáo nghĩ việc cướp ngân hàng là dễ dàng nên đã lên kế hoạch thực hiện. Bị cáo Mỹ đã khai nhận. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Mỹ 25 năm tù về tội cướp tài sản, bị cáo Lâm Phúc Lợi 19 năm tù về tội cướp tài sản, 6 năm tù về tội lưu hành tiền giả, tổng hình phạt là 25 năm tù. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Tuyền 18 năm tù về tội cướp tài sản, 6 năm tù về tội lưu hành tiền giả, tổng hình phạt là 24 năm tù. Bị cáo Đặng Hoàng Văn bị tuyên 6 năm tù về tội lưu hành tiền giả. Đồng thời, buộc các bị cáo Mỹ, Lợi và Tuyền bồi thường 222 triệu đồng cho Ngân hàng Thương mại Sài Gòn Thường Tín, Sacombank, phòng giao dịch Nhị Xuân thuộc chi nhánh Hóc Môn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ tin tức mới mỗi ngày.